Vâng, em đang dựng hai quả súp hơi 50 các bác nhé. Đang dựng và bắn bông xung quanh thùng, thùng gỗ ván ép nhé các bác nhé. Thùng gỗ ván ép em đang để thực tế trơn chui này. Đây này, đấy, thùng gỗ ván ép. Đây là thùng dòng súp 50 giờ xếp. Ở đây nó sẽ có cái mặt gỗ này, mặt gỗ ở trên đây này, giờ xếp. Hai tay sách ở trên nóc này, có lỗ cắm cọc các bác nhé. Và 50 này em sẽ dựng cái bát của nó là màng carbon, dựng hai quả cho khách hàng về đi loa kẹo kéo. Từ 220 có 100 đít gù và có lỗ tỏa khí tỏa nhiệt. Xương cá chảy đôi. Màng của bát là màng carbon. Gân 3 gân từ 220 có 100. Công suất của loa này nếu mà dựng lên thế là có công suất là 800W. Dâu của nó bọc dây điện này, bích của nó tiện vát này. Các bác đánh con này rất là lực tiếng. Dòng này em có 40 và 50 để cho anh em chơi. Xương của nó xương cá chảy đôi nhá. Màng xếp ly gân 3 gân. Anh em mà quan tâm đến bát súp hoặc là nắp một quả thành phẩm với cái cấu hình là bát sợi carbon thì cứ liên hệ trực tiếp cho em để nắp nhá. Với cấu hình này thì giá của nó rẻ thôi. Anh em hãy liên hệ trực tiếp cho em để chơi một quả súp 50 màng nan sợi carbon và cô 100. Cô 100 này đẩy 800W thì mình cứ chơi cho nó không kén đẩy các bác nhá. Cô 125 mới kén đẩy. Anh em có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp cho em để đặt nhá.